Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ ba bánh cập nhật cái giá mới nhất hiện nay. Đây, chọn bộ thì bao gồm một cái cầu hàng loại 1, một cặp bánh 500-12 gai máy cày. Các bạn mua bánh kia giá cũng thế nhé, các bạn mua bánh 400-12 hay là 500-12 loại gai thường giá cùng một giá luôn. Cầu này, bánh này, nhíp này. Nhíp thì nhíp em bán là nhíp hàng nhập các bạn nhé, nhíp hàng nhập khẩu luôn. Đây, nhíp hàng nhập. Gai có sống này. Đấy. Đây, có chữ tàu này. Nhíp này, nhíp tàu thì cái chất thép nó cứng và độ đàn hồi nó cao hơn cái nhíp hàng lội một chút. Đấy, cao hơn. Cái bộ này thì có thể chịu tải là tối đa là 7 tạ. Đấy. Số lùi thì vẫn hàng loại 1 từ bán từ trước đến giờ. Duy chỉ có hàng mới về là đôi nhíp này. Cầu thì bên em có rất là nhiều loại cho các bạn lựa chọn, các khổ dài ngắn khác nhau. Đây, nhíp này. Nhíp này, rất là nhiều. Số phụ thì đợt này em trang bị cho các bạn là cái số phụ 2 lò xo. Số phụ này có trọng lượng nặng hơn cái số phụ đời cũ 1 kg. Và nó dễ sang số hơn rất là nhiều. Dây này là hai cái lò xo nó sẽ tự định vị vị trí, mình không cần phải điều chỉnh nữa. Cứ kéo số là sang số thôi, nó không có cần phải điều chỉnh gì cả. Dây số thì rất là to, dây số ngang với dây số của xe 5 tạ ô tô ấy, là bền, ít khi hỏng. Tay phanh này, dây phanh này, cần sang số này. Bộ này là bộ đũa phanh này. Cái trục này là của khách người ta mua thêm, trong cái bộ này không bao gồm. Trục này là trục nhông dài. Giới thiệu cho các bạn một số các loại trục kéo dài dành thay cho xe máy. Cái loại này là một này. Và em còn một vài loại khác nữa là để thay cho xe máy. Xe máy thì nó chỉ dài chỗ móng tay này thôi. Còn cái trục này nó sẽ dài thêm khoảng 1,2 cm nữa, để nó cắm vào cái số lùi nó dài hơn, nó đỡ bị hỏng trục với lại hỏng số. Còn đây là đèn hậu và cặp bánh 500-12 này, gai cao. Nhíp vành thì bên em vẫn bán cho khách hàng cái vành hàng nhập của Trung Quốc. Vành này thì cân nặng của nó khoảng 4,6-4,7 kg. Đấy. Tuy là cái cân nặng nó chưa chắc nó cao bằng cái vành hàng lội đâu, nhưng mà cái chất thép nó tốt hơn và nó dập cái gờ này, nó rất là cứng. Cái vành hàng gia công ấy thì nó phẳng, dày nhưng mà nó lại phẳng, cho nên cái độ cứng, độ khỏe thì nó không thể bằng cái vành dập tăng cứng này được. Vành lội thì nó rẻ hơn khoảng 30.000 so với cái vành dập này. Đấy, cho nên là chất lượng nó vẫn cứ có sự khác biệt. Đấy. Thì chọn bộ như thế này. Bên em vẫn bán cho các bạn là khách hàng là 12 cao su, 10 cái tay phanh, 2 khớp các đăng và 2 khớp trượt. Gối cầu và tay phanh đầy đủ. Đấy. Mõ bắt nhíp này, cái này bắt ở đằng sau này, cái này bắt đằng trước này. Đấy. Nhiều khách không biết thì hỏi đây. Cái này là đu này. Đu nhíp này là ốc 12 này, rất là khỏe. Đó. Cái này thì nó chỉ chịu cái tác dụng lực như thế này thôi, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Đấy, kể cả là cái độ cứng thì nó cũng dập cái hình dạng như lòng mo như này. Đấy. Thì kia bên Trung Quốc người ta sản xuất ấy, tuy rất là tiết kiệm vật liệu nhưng mà nó lại vẫn đảm bảo. Đấy. Ví dụ như những cái dòng vành như vậy, như lúc nãy mình nói chuyện này,
Cái vành xe tuy là chất thép này mỏng nhưng mà nó lại dập tăng cứng, cho nên là độ cứng vững nó vẫn cứ cao hơn đấy. Thì để làm được cái công nghệ như vậy nó khó hơn là làm cái vành phẳng rất là nhiều. Đây là hàng cầu tăng bua ở nhà mình này. Đấy, rất là đẹp và lét, sắc lét luôn. Hàng nhà mình thì tất cả nó đều bọc chăn lỉ như thế này. Đây. Bọc một lớp lỉ vì là chăn lỉ và một lớp bao bố ở bên ngoài. Cho nên lúc nào cũng rất là đẹp. Cái này là khách hàng mua thì mình mới bóc và mình quay video thôi, chứ bình thường là mình đều bọc ở trong bao hết. Mọi chi tiết đặt hàng liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.